đố bạn nhá. Có bao nhiêu con giáp nào? À, câu hỏi quá là đơn giản, tôi trả lời luôn đó là có 12 con giáp. Wow, giỏi quá nha. Đúng rồi, chúng ta đã có là 12 con giáp và một năm thì là một con giáp khác nhau đúng không? Đúng rồi. Bạn có thể kể tên 12 con giáp được không? Có chứ, đó là con đầu tiên, đó là con Tí này, Sửu này, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thế thì bạn có biết là những cái tên đấy ứng với những con vật nào không đấy? Có chứ, sao lại không? Thế thì chúng ta sẽ chơi thử thách đi. Thử thách như thế nào? Thử thách đấy chính là mua tất cả đồ liên quan đến 12 con giáp. Ok luôn, tại vì cái này quá là đơn giản, tớ biết hết tất cả rồi. Trời ơi, thế thì bạn mua 12 con giáp, tớ cũng mua 12 con giáp để xem là 12 con giáp của ai đẹp hơn nhá. Và đầy đủ hơn. Tớ đồng ý luôn. Ok. Các bạn ơi, 12 con giáp thì có con rắn đúng không nào? Con rắn thì là Tị. Đấy, tớ tìm được Tị rồi nè. Ôi, ôi giời ơi, các bạn ơi nhìn này. Đó. Đây, vàng nhá, xanh nhá, xong rồi đỏ nhá. Ê, tớ lấy màu vàng đi cho nổi. Tị màu vàng, vào giỏ với tớ. Wow, nhìn này. Wow, may thế. Ở đây tớ tìm được Tí luôn. Ôi trời ơi. Nhìn này, ô, bạn này bị mất đuôi luôn rồi các bạn ạ. Nhưng mà kệ đi. Đấy, thế là ở chỗ này tớ tìm thấy Tí với Tị rồi. Đấy. Con hổ kêu như nào? Ủa. Các bạn nhìn thấy tớ có giống con hổ không? Con hổ trong 12 con giáp có nghĩa là dân. Không biết là quanh đây có cái gì liên quan đến 12 con giáp nữa không các bạn nhở? Cốc à? Ê, đây là một chú mèo đúng không các bạn? Mèo này, bên này cũng mèo đang ngủ. Wow, có cả hổ nữa luôn các bạn ơi. Đây, hai hổ nè. Hổ là gì nhở? Mèo là mão. À, hổ là dần. Vừa có mão, vừa có dần rồi. Nhưng mà hai cốc nước thì hơi kỳ nhở. Thôi, tớ sẽ để mão để lấy cái khác. Còn tớ sẽ lấy một cái cốc nước hình bạn hổ nha. Lấy cái này đi. À thôi, đấy nè. Ở bên sau này vừa có hổ đằng trên, vừa có hổ đằng dưới. Lấy cái này đi. Thế là vào đây với tớ nào. Dần ơi, vào đây. Ta-da. Các bạn ơi, tớ đố các bạn biết con Sửu là con gì nào. Tớ biết chắc là rất là nhiều bạn biết đúng không? Con Sửu chính là con trâu. Đây, các bạn đã nhìn thấy trâu hồng bây giờ chưa? Tớ ở quê chỉ nhìn thấy trâu trắng với trâu đen thôi, mà ở đây thì có hẳn trâu hồng luôn. Nhìn rất là cute đúng không? Các bạn nhìn thấy có giống con trâu không? Tớ vừa thấy giống con trâu mà tớ lại thấy giống một con gì đó. Không biết là có phải trâu không? Thôi để tớ lấy cái túi này, sau đó tớ đi hỏi bạn Hằng nhá. Tên tên, các bạn ơi, cá ngựa thì liên quan gì đến 12 con giáp nhỉ các bạn? Ê, tất nhiên là ngựa rồi đúng không các bạn? Mà ngựa chính là ngọ rồi. Đấy, đây nè, đây có các chú ngựa nữa. Đấy, lấy bộ này đi, vì có ngọ mà. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Các bạn ơi, tớ nhìn thấy có bơm mèo đấy. Đây nè. Đây, bơm mèo. Bạn mèo này còn sắm thêm một bạn cá nữa đấy. Để đi đường hay là đi chơi chúng ta còn có cá mà ăn. Để xem nào. Ồ, các bạn ơi nhìn nè. Bạn này là bạn gì đây? Nhưng mà bạn ấy bị mắc kẹt mất rồi. Đây, bạn này có phải bạn mèo không? Tớ nhìn cái đuôi tớ cũng thấy giống bạn mèo đó. Ờ đúng rồi, đây là cái bơm mèo. Thế là tớ lại tìm thêm được một con giáp nữa rồi. Đó là con mão. Trâu vàng nhà ai đây nhở? Không biết là nhà ai nhưng mà hãy về nhà với tớ. Tại vì á, trâu là Sửu mà. Mang về nhà. Cái này á, vừa có thể đựng tự tiết kiệm tiền nè, vừa có thể là đựng để trang trí 12 con giáp được. Bạn ơi ơi, xuống đây với tớ nào. Các bạn ơi nhìn nè, thường mọi người nói rằng ai mà tuổi hợi thì thường rất là béo và đáng yêu đúng không? Hãy nhìn bạn lợn này xem có đáng yêu không nào. Và tớ tiết lộ cho các bạn biết rằng tớ là tuổi hợi đây. Ê, cái bạn nói thế chả khác nào bảo là bạn cũng đáng yêu với lại là béo giống bạn lợn này à. Thôi, không sao mà, tại vì mọi người ai cũng bảo thế á. Trời ơi, thế thì các bạn ơi, tớ cũng tuổi hợi nè. Các bạn có biết rằng từ trước tới giờ tớ với bạn Hằng bằng tuổi nhau không? Ê, đây. Thế bạn lấy được bao nhiêu con giáp rồi? Tớ để nghĩ xem nào, cũng nhiều rồi á. Nhiều à, nhìn nè. Tớ lấy được bạn Sửu này, bạn lấy được bạn trâu chưa? Để tớ bày chỗ cho. Bạn trâu á? Bạn lấy rồi còn bày gì nữa? Tớ sẽ đi tìm bạn khác thôi. Thế để xem ai tìm được nhiều mà đẹp á. Ok.
Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn nó cỏ, trâu đi tìm lợn với ta. Ê, để xem á, xung quanh đây có con lợn nào nghe các bạn. Ừ, bạn Tuyết thì tìm được con lợn gấu bông rồi. Chẳng lẽ mình cũng lấy gấu bông nữa thì nó hơi trùng nhau rồi, nên là tìm cái món đồ khác đi. Ê, đây nè, đây là một bạn lợn nè. Đó, lợn là hợi. Ôi, lợn này á, còn đội cả vương miện nữa chứ. Để đây, để xem có cái mà con giáp nào nữa không nha các bạn. Vịt thì không phải là con giáp rồi. Wow, trời ơi, ở dưới này sao mà nhiều lợn gấu, lợn tiết kiệm thế này. Lấy bên lợn nào hơn nhở? Bên này cũng lợn, mà trên này cũng lợn. Thôi, bạn lợn này á, chúng mình lấy hơi bị nhiều rồi, nên là lấy bạn lợn thế này nha các bạn. Đây, lợn đeo vương miện nè. Tí có rồi, xỉu có rồi, dần có rồi, mão có. Ê, mão là mèo, tớ đã có đâu nhờ các bạn. Ê, trùng hợp thế. Mèo Hello Kitty cũng là mèo mà. Đúng lúc mình đang thiếu mèo nữa. Cho bạn này về bộ sưu tập 12 con giáp của mình luôn. Các bạn ơi, con gì mà thích ăn quả chuối nào? Đó chính là con khỉ. Và trong 12 con giáp thì bạn ấy tên là Thân nè. Ê, đây là con khỉ của tớ, bạn ấy đang chơi với rất là nhiều bạn khác. Ngoài bạn Thân ra thì còn có bạn Dậu này. Bạn Dậu lại còn có cả bạn Tuất nữa luôn. Wow, ở trong này thì có hẳn 3 bạn ở trong con giáp rồi các bạn ạ. Tớ sẽ mang cái này về nhá. Nhìn. Các bạn có biết đây là con gì không? Ở bên này có rất là nhiều, nhưng mà tớ cần nhất đấy chính là con khỉ nè. Đây, đây là Thân nha các bạn. Các bạn ơi, 12 con giáp thì tớ đã tìm được 11 rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi là Thìn nữa thôi. Mà Thìn là con rồng ở cái nhà sách này. Vì cũng hơi ít rồng các bạn ạ. Tớ đi tìm nãy giờ thì chưa thấy rồng ở đâu hết. Không biết là rồng ở đâu nhờ. Trời ơi, chẳng lẽ lại thua à? Không biết là bạn Tuyết đã tìm được rồng chưa ta? Wow, trời ơi, nhìn này các bạn ơi. Cái gì đây, to thế này. Wow, rồng luôn các bạn ạ. Đây là một bộ xếp Lego. Ui, nhìn nè, rồng phun ra lửa đây. Trời ơi, to thế. Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm đủ xong bộ 12 con giáp rồi các bạn ạ. Và bây giờ không biết là bạn Tuyết ở đâu để đi tìm xem bạn Tuyết đã tìm đủ chưa nhá. Cho nên các bạn ơi, vậy là chúng mình đã tìm xong đủ bộ 12 con giáp rồi. Tuyết đủ chưa? Tớ á, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thành quả mới biết được là tớ đủ hay chưa. Ok, bây giờ chúng mình cùng kiểm tra nhá. Đầu tiên là Tí. À, đó là con chuột. Và tớ lấy bạn chuột Mickey. Trời ơi, chuột Mickey. Còn tớ á, đây một bạn chuột. Trời nè. Rồi, chuột đen xì luôn. Chuột này bé xíu, nhưng mà phải công nhận một điều rằng đây mới đúng đích thị là chuột ở trong 12 con giáp các bạn ơi. Chuột này chứ đây là chuột Mickey là cải biến ra đằng sau, đúng không? Tí nè, ok, okay. Rồi, cả đến. Hai đồng cùng có hết. Xỉu trâu. Con trâu của tớ có một bạn trâu vàng. Còn tớ là ba lô. Ba lô à. Ok, đây trâu vàng nhá. Mà thứ hai là ai cũng có nè. Dần đó là con hổ. Nhìn đây, hổ. Cái gì đó này, đây là một cái mặt nạ hổ nè. Trời ơi, ghê mặt không? Nạ hổ à. Thôi tớ uống cà phê cho đỡ sợ vậy. Trời ơi, uống cà phê hổ luôn các bạn ơi. Cà phê, đây là một chiếc cốc hổ luôn. Đấy, thế nên tớ có mặt nạ. Ok, dần là chúng ta cũng có nhá. Rồi, Tí, Xỉu, Dần, Mão. Con mèo. Mèo. Con mèo của tớ. Mình có mèo Hello Kitty. Hello Kitty. Tớ không có mèo Hello Kitty, nhưng mà tớ có mèo thần tài. Hello mèo thần tài hả? Bạn mèo thần tài của tớ còn vẫy tay được đó. Được, nhưng mà đây, tớ cũng có mèo Hello Kitty, nhưng mà hình như hai mèo này không phải đúng không rồi. Đúng trong mèo của 12 con giáp. Phải giống con mèo mà ở nhà chúng ta nuôi bắt con chuột á. Thôi, rồi, tiếp theo. Tại vì hai cái này cũng có tên là mèo mà. Đúng rồi. Tiếp theo đó là con Thìn. Con rồng. Các bạn ơi, tớ không tìm được. Thế là bạn không có con rồng à? Không có, tớ thấy hiếm lắm. Trời ơi, hiếm đâu mà hiếm. Hiếm thì tớ vẫn tìm được này. Trời ơi, to thế này. Ôi, con rồng gì mà to thế. Đây là bộ Lego xếp hình mà con rồng nói. Trời ơi, to không? Tớ nghĩ là nếu mà xếp xong cái bộ Lego con rồng này chắc là đến bao nhiêu mùa xuân không biết nữa. Trời ơi, hết thanh xuân luôn để với cái bộ Lego con rồng này đúng không? Tại vì con rồng nhiều chi tiết mà lại dai nữa. Thế là bạn cũng có con thịt.
thìn nha. Tại vì thiếu một con. Ừ, được rồi, 12 mà thiếu một rồi, còn tớ vẫn năng đủ. Thìn rồi. Đó là tị. Tị là con rắn. Con rắn. À, tớ đâu rồi? Tên tên tên. Đây. À, của tớ đấy. Sao mà giống nhau thế? Tại sao lại toàn chọn giống nhau thế? Trời ơi, nhưng mà rắn hết mà, nên là chọn giống nhau là điều bình thường. Rồi. Ok, ở tị thì ai cũng có nha. Tiếp ngọ. Theo đó là con ngọ, con ngựa các bạn ơi. Con ngựa của tớ. Đấy. Cái gì đấy? Ngựa Unicorn. Trời ơi, của tớ đây nè, một bộ cờ cá ngựa đây. Ngựa này mới đúng ngựa trong 12 con giáp này. Ngựa này làm gì phải? Tại vì tớ không tìm thấy bạn ngựa này, tớ phải lấy bạn ngựa này. Rồi, ok. Tiếp theo đó là ngựa Sửu, Dần Mão, Thìn, ngọ, tị, ngọ, ngọ, mùi. Con dê các bạn ơi. Dê thì hiếm lắm. Đến đây. Đấy, gì vậy? Sao lại giống nhau thế này? Bạn cũng là sách, tớ cũng sách. Đây, đây các bạn ơi, dê của tớ ở đây. Của tớ thì hơi bé. Ừ, của tớ thì to hơn nhưng mà vẫn là giống nhau các bạn ạ. Ok. Tiếp theo đó tiếp là theo. Thân. Thân hả? Ê, con khỉ của tớ đang vẫy tay chào các bạn nè. Còn bạn khỉ của tớ thì đang tập trung ở đây nè. Ê, trời ơi, bạn cũng tìm được đầy đủ ghê. Chào thế. Đây, khỉ của tớ đây. Rồi. Đang vẫy tay chào ấy hả? Ừ. Thân sau đến gì ta? Dậu, Tuất, Hợi. Ôi ôi, thế các bạn biết gì chưa? Sao? Đây, bạn khỉ của tớ dắt tay bạn Dậu ở đây. Ê, mà Dậu tiện thể dắt luôn bạn Tuất ở đây. Ê. Trời ơi, còn tớ á. Tớ thì bạn khỉ ở đấy rồi, còn đây này, bạn dê này, dê dắt bạn Dậu nè, Dậu ở đây nha, đây mấy Dậu luôn, xong trời rồi ơi. Bạn Tuất ở đây nè. Trời à. Dắt luôn cả Hợi kìa. Ơ, Hợi đây luôn nè, nhưng mà Hợi ở đây, tớ còn có cả Hợi này nữa nè. Ờ, bạn Hợi bạn bé quá, bạn Hợi của tớ đây. To béo ục ịch thế này, nhưng mà bạn có phát hiện gì không? Phát hiện gì? Ở đây có rất là nhiều Hợi luôn. Hợi đây, Hợi đây, Hợi đây. Đúng rồi. Ở đây có hai con Hợi to lù lù ở đây. Đâu? Luôn. Thử con Hợi Hằng kêu tiếng xx xem nào. Ui ui. Hợi này. Tự dưng cái mũi biến thành con Hợi rồi. Trời ơi, Hợi này kêu rất là đáng yêu. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi chúng mình đã mua hết toàn bộ 12 con giáp rồi. Và bạn biết thì thiếu một con Thìn. Tớ bị thiếu một con giáp các bạn ạ. Nhưng mà dù sao thì vẫn còn 11 con. Nhưng mà tớ đủ hơn, vậy là thử thách lần này tớ thắng nha. Ok, chúc mừng bạn Hằng nha. Ok. Các bạn ơi, các bạn ở nhà có biết là 12 con giáp là có nghĩa gì không? Và tuổi của các bạn là tuổi con gì nào? Nhớ comment ở bên dưới nha. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hằng nha official nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.